Lan kỳ 10 phút vừa rồi. Em thì đã có ước mơ đi du học từ học cấp 2 và cũng đã có quá trình tìm hiểu học bổng từ rất là nhiều trường giới. Còn có em đã thấy được ở Phần Lan, chính phủ Phần Lan có hỗ trợ miễn phí học phí cho sinh viên quốc tế. Đó là lý do vì sao em chọn Phần Lan, là một điểm tuyệt vời trong quá trình du học của mình. Sau kỳ thi 10 phút vừa rồi, nó đã được đến tư điểm đủ đầu để vào trường đại học khoa học ứng dụng Ankara ở thủ đô Helsinki. Em cảm thấy rất vui vì điều đó. Trong quá trình em bắt đầu làm hồ sơ thì có rất là nhiều thông tin và em vô cùng rối, không biết em bắt đầu từ đâu, đặc biệt là trong quá trình chọn trường và chọn ngành, không biết ngành nào hay trường nào sẽ thích hợp hay phù hợp với em. Đó là những khó khăn mà em thấy khó khăn nhất trong quá trình làm hồ sơ. Và đến thời điểm tại Anet, mình đã quyết định chọn giờ học cuối tuần để có thể cân đối giữa việc học ở trong trường là học ở Việt Nam cũng như là học ở Anet. Trong quá trình học thì mình thấy thầy kê rất là tận tình trong việc giảng bài cũng như trả lời các câu hỏi. Bên cạnh đó thì thầy cũng chia nhóm ra để tập thử các buổi phỏng vấn trước khi bước vào việc thực học. Khi mà tham gia vào lớp thì ở Anet đã giúp em rất nhiều trong cho em biết về các hình thức thi và cũng như được gặp thầy nước ngoài. Thầy đã hướng dẫn tụi em chủ yếu là tự học để đỡ bỡ ngỡ khi qua nước Phần Lan. Thì thầy cũng sẽ tập cho em về tập viết rất là nhiều về writing cũng như là hướng dẫn em cách phỏng vấn trực tiếp trong kỳ thi Phần Lan vừa rồi. Với tư cách là một du học sinh sắp đi tới Phần Lan thì mình cũng muốn để lại cho các bạn năm sau là hãy cứ tự tin, bình tĩnh và không ngừng theo đuổi ước mơ của mình. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ chạm đến đỉnh vinh quang. Chúc các bạn thành công với Anet.